Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để có thể thêm lớp mặt nạ vào cho hình ảnh hoặc video như thế này ha. Bạn thấy cái lớp mặt nạ hình trái tim hoặc hình chiếc lá ở ở đây không? Và bây giờ để làm được điều này á, bây giờ mình sẽ xóa hai cái cũ đi để làm cái mới cho bạn xem nha. Bạn chọn vào mo cho mình, ở phía dưới này nè có một mask, mask là mặt nạ đó, thì bạn chọn một cái lớp mặt nạ mà bạn muốn thêm vào video ha. Giả sử như mình muốn hình trái tim, mình sẽ bấm vào đây thì trái tim nó sẽ hiện ra, và mình muốn thêm hình ảnh vào một trái tim này thì mình sẽ bấm vào một image, rồi mình sẽ tìm kiếm cái từ khóa là lớp. À, mình muốn thêm tình yêu, hình ảnh về tình yêu vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ bấm thêm vào đây. Rồi mình kéo hình ảnh nè vào cái lớp mặt nạ này. Bạn thấy cái lớp mặt nạ này hiện lên màu xanh đó, là bạn có thể buông trầu ca và nó sẽ dính vào đây ha. Rồi mình sẽ thêm lớp mặt nạ khác nè. Vào mình chọn vào một mask. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn vào cái ô này. Rồi mình kéo đây. Rồi mình sẽ thêm một video để cho bạn xem nha. Rồi giả sử như hai chú chó con này đi. Rồi bạn bấm vào Don. Đó, thì nó sẽ ra như thế này ha. Đó là cách để bạn lớp mặt nạ cho video.